tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiệt tha. Kính thưa các ông bà anh chị em, các cháu thiếu nhi thân mến, chủ tế thánh lễ chiều hôm nay, cha cố Giuse Trần Văn Lộc là ngày rất đặc biệt vì cách nay 54 năm, vào ngày 28 tháng 4 năm 1962, Ngài đã lãnh nhận chức linh mục, và đến hôm nay tròn 54 năm trong đời linh mục. Và Ngài năm nay đã là 81 tuổi rồi, thế nhưng cốt cách vẫn còn ngon lành. Sở dĩ tôi mời Ngài về đây vì tôi với Ngài có nhiều mối liên hệ. Tôi được biết Ngài gần 30 năm nay, và Ngài giúp mục vụ cho tôi mười mấy năm trời, luôn luôn ở sát cạnh bên tôi để giúp tôi như là một cha phụ tá vậy, thật là quý hóa. Và vì thế cho nên hôm nay tôi mời Ngài về đây để dâng thánh lễ và xin cộng đoàn hiệp ý để tạ ơn Chúa với Ngài. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để mừng cha cố. Và thánh lễ hôm nay chúng ta cùng với cha cố Giuse để tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục Chúa đã ban 54 năm linh mục. Dễ sợ cái em bé đây còn xíu. Cha đây chịu chức linh mục 54 năm. Và xin cũng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Anna Francisco Xavier Joaquim và anh Phêrô Tạ Xuân Sơn mới qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Thưa quý ông bà, anh chị em, các cháu thiếu nhi thân mến, hôm nay nhân ngày kỷ niệm tôi được thụ phong linh mục, là cha xứ có nhã ý và có tình thương mời tôi đến đây để dâng thánh lễ tại giáo xứ Hà Đông này, để xin người và cộng đoàn giáo xứ hợp nhất với tôi hợp nhất với cha và cộng đoàn dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Cha trên trời ban cho chúng ta Chúa Giêsu là thượng tế và để cứu độ. Cũng xin hiệp nhất để tạ tội vì 54 năm không những hồng ân và vô ơn đối với Thiên Chúa, đối với hội thánh. Con trước khi dâng lễ xin cảm ơn cha xứ và cộng đoàn hợp dâng thánh lễ, và giờ đây kính mời cộng đoàn bắt đầu thánh lễ tạ ơn và tạ tội này. Xin Chúa thương xót tha tội cho chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã chung phạm lên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và thương cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời, đang dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi chúc tụng chúng con hồn tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Vua Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là đấng thánh cao. Trong vinh quang chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha Chí Thánh, ngày hôm nay làm con lại chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ hội thánh. Xin ban cho con niềm tin, một niềm tin mạnh mẽ, để con vừa cương nghị vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Như thế con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói với các tông đồ và các kỳ mục rằng: Thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách,
mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi. Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-xu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng, họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại lạ thiên. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiên Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoài. Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: Thưa anh em, xin nghe tôi đây. Ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng, ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy như đã chép. Sau đó, ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều David đã sụp đổ. Đống hoang tàn đó, ta sẽ xây dựng lại và ta sẽ dựng lại lều ấy. Như vậy, các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy: Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy, phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế, vì đã cúng cho ngẫu từ, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng. Họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Hân lên mừng Chúa một bài ca mới, hân lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hân lên mừng Chúa chúng tụng thánh danh. Ngày qua ngày hãy loan bao ơn người cứu độ, kể cho muôn dân biết người thần là vinh hiển, cho mọi nương hay những kỳ công của người. Hãy cùng mẹ là Chúa giữa chư dân. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiền trí, Chúa thiên lầm địa cầu. Địa cầu chẳng truyền lời, người xen sự muôn nương theo đường ngay thẳng. Hãy đường hoàng phép là Chúa giữa chư dân. Alleluia, Alleluia. Chúa ban, Thầy sẽ sai thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy.
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Các em đi lễ đông đông một chút, rủ nhau đi, rồi mình hát hò với nhau cho nó vui. Chiếu tôi cái câu hát chút. Si lễ tông, si giáng trưởng. Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. Dễ các em ha. Si đô rê mi pha, pha rê pha. Dễ hả? Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. Hai một. Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. À, sống yêu như là Chúa yêu vậy ạ. Tiếp tục. Thầy ban cho anh em điều răn mới, anh em làm môn đệ thầy. Dễ của em. Ừ, dễ à. Thầy ban cho anh em điều răn mới, anh em làm môn đệ thầy. Rất dễ ha. Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. Thầy ban cho anh em điều răn mới, anh em là môn đệ thầy. Thuộc luôn các em nha. Thầy ban cho anh em. Hai một. Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. Thầy ban cho anh em điều răn mới, anh em làm môn đệ thầy. Hát một lần nữa, nhắm mắt thuộc luôn. Rồi trong ngày cứ nhẩm đi nhẩm lại, để cho lời của Chúa thấm nhập của mình, điều răn mới của Chúa canh tân đổi mới con người của mình, để sống niềm vui của Chúa. Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. Thầy ban cho anh em điều răn mới, anh em làm môn đệ thầy. Ai chưa thuộc liếc liếc, ai thuộc rồi khỏi cần nhìn bảng luôn. Hai một. Thầy ban cho anh em điều răn mới, sống yêu như thầy yêu. Thầy ban cho anh em điều răn mới, anh em làm môn đệ thầy. Các em thiếu nhi rất thân mến, chúng ta đang sống vào những ngày cuối của mùa phục sinh, và nổi bật lên một ý tưởng mà Chúa Giêsu trong bữa ăn sau hết truyền cho các môn đệ, nói đến cái giới răn yêu thương. Thầy ban cho anh em điều răn mới. Và hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu tiếp tục nói một dòng chảy yêu thương. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy, và anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Và như thế dòng chảy yêu thương từ Chúa Cha đến Chúa Con, rồi đến mỗi người chúng ta. Và Chúa Giêsu không muốn chúng ta đóng lại, mà dòng chảy yêu thương ấy được lan tỏa đến mọi người. Và ai sống yêu thương như vậy? Đức Giáo Hoàng cách nay 3 tuần ra một tông huấn Amoris Laetitia, là niềm vui của tình yêu
và sống tình yêu, cảm nhận được tình yêu mà Chúa Giêsu đặc biệt hôm nay nói đến. Anh em ở lại trong tình thương của Thầy, và Thầy nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy. Niềm vui khi mình sống yêu thương, niềm vui khi mà mình nhìn ra mỗi một người đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Các em thiếu nhi thân mến, hôm nay ngày kỷ niệm của cha cố Giuse Trần Văn Lộc. Đúng ngày này cách 54 năm cha được chịu chức linh mục. Các em đời còn dài lắm, lâu lắm. Thế cha cố thì năm nay là 81 tuổi rồi, gần đất xa trời. Thế nhưng cái cốt cách của Ngài, chúng ta thấy rằng Ngài vẫn luôn luôn diễn tả được cái niềm vui, sự khỏe mạnh của mình. Và Ngài sống rất là hồn nhiên và trong sự tin tưởng phó thác nơi Chúa. Thế tôi ở gần Ngài, tôi học được cái điều này. Và nếu như ở đời người ta hay nói rằng trẻ cậy cha, già cậy con, thì tôi cũng tựa vào Ngài nhiều năm tháng. Bao nhiêu năm trời Ngài giúp tôi nhiều công việc, và tôi luôn cảm nhận được cái niềm vui khi được sống với Ngài. Và Ngài nói với tôi rằng tôi với cha có cơ duyên với nhau, cho nên tự nhiên gặp nhau rồi luôn luôn nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau. Và nhất là trong ngày hôm nay, xin cộng đoàn chúng ta hiệp ý với cha cố để tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục Chúa đã thương ban và cũng ban cho Ngài trong tuổi trường thọ vẫn còn khỏe mạnh, đi đây đi đó và vẫn còn được chạy hông đa được. Đó là một điều rất là quý. Chúng ta một lần nữa vỗ tay để chúc mừng cho Ngài khỏe mạnh, niềm vui, bình an. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Cha, chúng con dâng tiếng Cha của lễ này để ca tụng ngợi khen Cha. Cha đã đoái đến con mặc dù con bất xứng. Xin Cha cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mệnh Cha đã giao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Cha là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thiên Chúa các đạo binh, trời đông đầy vinh quang Chúa, hoa hậu Chúa trên chốn công đỡ ngự để nhân dân Chúa, hoa hậu Chúa trên ca tử. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin chúng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao xa, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúc bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Sống niềm vui tình yêu, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhớ xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con được thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa uy quyền cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã nỗ lực để xây dựng vách đá thánh cả Giuse, vách núi tạo một cái điểm dừng chân. Và sau những ngày nắng đôi vất vả rất cực nhọc, nắng như thiêu như đốt, thì chúng tôi cũng đã trồng chất đá để thành một cái cảnh quan cho nhà thờ của chúng ta. Và chiều thứ bảy này chúng ta sẽ cử hành lễ thánh Giuse thợ, và trong thánh lễ chúng tôi sẽ làm phép nơi chốn đặt tượng thánh cả Giuse, bổn mạng giáo xứ của chúng ta. Xin cảm ơn có những người đã góp phần từ công sức cho đến tiền của để giúp hoàn thành. Xin cảm ơn và xin Chúa ban muôn phúc lành qua sự bầu cử của thánh cả Giuse. Và trong giáo xứ chúng ta, Chúa mới gọi anh Phêrô Tạ Xuân Sơn về với Chúa chiều hôm nay. Và nghi thức tẩn liệm sẽ được cử hành sáng mai lúc 9 giờ. Thánh lễ tại gia sẽ cử hành 4 giờ chiều thứ bảy. Và thánh lễ an táng sẽ được cử hành sáng thứ hai lúc 5 giờ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho anh Phêrô. Chúa cùng anh chị em. Một lần nữa con xin cảm ơn cha xứ cũng như cộng đoàn chiều hôm nay đến dâng lễ, hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho con. Xin Chúa tốt lành hay thương xót phù hộ chúc lành cho tất cả chúng ta. Giờ đây xin Chúa ban phép lành, ban Chúa ban ngôi chúc lành cho anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Biến lấy gì?